đó đi xuống đó cái gì nó đặng cái hết nghe khóc khóc hai cái đó có phải nó thấp con nhái không nghe cộng hay gì đó cái gì dính không bắt cua kìa bắt cua kìa cua nhiều chứ ôi cua chạy tùm lum chứ kìa cháu đừng đi ba te nhảy giữ là cưng ừ sao xong ôi mày nói đi già tao không thấy đường ha xưa mày dùng dây mà không nhồi chân thôi trời dậm người dậm quá trời dậm hai bốn sáu bảy bảy con đúng rồi đụng chạm nghề nghiệp gặp ngứa ngứa đếm liền đếm con thôi em Sơn chúng nó dạo ở nhà nha chào cái nhà chà bãi lửa luôn kìa vào nhà cho lại với mấy anh em mưu sinh miền quê của mình hôm nay thì mấy anh em mình tiếp tục đi cắm câu là cá lóc đêm ở chỗ cái địa hình này là cũng khá là quen thuộc chừng cứ vài ba ngày là mấy anh em sẽ là sẽ trở lại cái đường kênh này tại vì cái đường kênh này nó còn rất là ấm lục bình nó còn với thêm cái nữa là cá còn nhiều chưa có ai đụng chạm gì hết á chỉ có mấy anh em mình cắm câu mới lụm là rai rai cái kênh này mình đấu giá rồi đâu có ai vô được mùa tì gử á hôm nay thì cả nhà xem ha nước nè nước lớn nước rồng nó dâng lên chỗ này nè đây là lúa này á là đó là có bọc quá lúa này tầm khoảng cỡ 8-9 ngày rồi người ta cho nước vô ruộng đó nước ngập hết trơn nha rất là nhanh thì mới đó là chỗ này đồng nước lũ mấy anh em mình đây ủi côn đã đồng này nè mà bây giờ lại là lúa một nền lúa xanh ngon á cái thành đây quay lúa này đây quay còn chừng 3 tháng nữa nó cắt rồi ruộng nói gì không đây quay còn 3 tháng nữa chứ đâu ngộ phong ai mua mồi sư phụ mua mồi đó ừ phụ bắt mồi luôn phải mua giác này nước rồng nước chúng đang lớn đó, cho nên nó lại nhìn thấy cái vũng nước khá là sâu bảy rồi hình cái đống đó nó dày vậy phải nó ít ít là sư phụ tắm luôn rồi chơi này không vui rồi không buông dép đây không vui dép làm cái ép cái đi luôn bảy rồi tắm nữa. Cái lỗ chỗ này ngon nè. Vậy hết cái cây rồi đó, nói đổi lại cái cây khác. Cái này là mình chăm sóc mé thôi. Để còn nước lớn là nó khi càng sâu nó sẽ lên nó vừa. Nó có ai cắm ở ngoài mé, cắm chắc mé cá nó chặt lên bằng đêm mà. Trừ ham nước lớn. Tắm trừ ham nước rồng bây giờ trừ ham nước lớn lại chứ. Cắm câu lúc này cực đó, nước lớn nước rồng. Lũ hai giò nước là được rồi. Ờ vậy đó. Đó mà dính con cá lóc bự kìa. Lục bình nó dày hết biết luôn. Cái này lục bình dày này khi mà nó cắt nước xuống là nó dẻ lên nó mới dày á, khi nước lớn lên nó gãn ra. Cái chuyện quỳ vốn. Tin nói nó hết trơn. Không thì ai nói luôn này chính cái lóc lớn chủ yếu là hai cây ớt nó nằm dưới nước được rồi nước đang rồng cắm cầu cũng cực
một hồi nước lớn nha, bắt đầu cái mình bắt dời lên. Mùa khô là cắm câu hay là cực hơn mùa nước nhiều ha. Nó chịu rồi gió. Mùa nước thì cái mực nước sao cũng vậy à? Nó có mùa nước cắm cực hơn mùa khô. Cắm cây nào cũng phải dẹt cái lỗ. Từ chiều giờ cắm cây nào cũng vậy hết, giặt lỗ không. Chỗ này có bỏ bỏ đi nơi. Cái máy này kìa, thấy nhớt không? Lát ngẫm nhái luôn. Đó. Gì xuống? Đó. Cái đặng cái đặng hết. Nè khúc, khúc hai cái đấy. Có phải nó thấp con nhái không, nhái cộng hay gì đó. Cái gì dính không? Dính luôn hả? Sôi nước luôn kìa, mới sợ sột mà. Quấn cái sôi nước luôn. Hàng ếch luôn anh, hàng ếch luôn nè. Ê, ê, con hàng ếch nè, phải không? Không. Không ai ếch hả? Đừng có dụ tôi. Con hàng cá nè. Cá. Có cá ở nhà ơi. Nói tao bị bụp. Úi. Nói rồi thử. Sọc luôn hả? Quá đẹp trai. Đổi câu cắm luôn. Cắm sẵn với phụ luôn. Qua đã. Em đầu tiên. Đang cắm trước mới có mấy cây, nhiêu 2-3 cây trước hả? Đây là cái nền máy nữa nha nhà ơi. Mấy chục mét gì đó, ở này nghe búp búp đã thiệt. Ở đây có 2-3 cái hàng ếch luôn ta ha. Ếch đồ ếch ăn chuột nữa đây. Đừng có dụ, đừng có dụ. Mình giờ cũng sành ngày rồi. Tắp đi chia chân tay. Tắp búp búp. Tắp mình thấy nôn mà. Đó. Ê, mùa. Anh cắm sao cho con nhái nở sắc mé anh hên hùng. Chứ để mà nó ở ngoài là ấy à. Để ngoài là một hồi nước lớn lên là bắt đầu mình à, mình mất giờ giờ cây câu vô. Thấy rồi, cái nãy thấy hang nhóc chân đó. Đây con nhóc hết. Thượng táo cái bọc. Rồi. Gặp cái móc liền à. Nghề nghiệp có nhiêu. Cầm cái địa thế cũng đẹp quá nè. Chỗ này hên nha, tối nay lụm con nha. Cắm nước dùng luôn. Cắm dây nước dùng luôn. Cái chổi. Cái chổi gần gần. Đó, kêu sư phụ kìa. Nó lên đồng rồi. Ở trong gốc gáo trong đó đó. Chỗ gốc này nè. Nhìn là biết ngay gốc gáo đó rồi. Buồn quá. Giống nhàng kêu giống nhớ má quá. Chưa tới. Chu bên na là na bên chu. Bên na.
đêm nay mấy anh em mình bông liều cắm cái chạy ở chỗ này nha ơi, ở trong cái trầm cây nè, ở phía bên kia là hướng gió, bên này là mình phất gió rồi, mà cái mực kinh của mình bên này thấp nữa, mình trốn trong cái lùm cây. Trời mà gió lạnh thì ban đêm mình kiếm một cái chỗ mà ít gió phức, có chùm cây vậy nè, cũng ấm nữa. Này có cái ấm rồi. Này sư phụ đã mua cho cái ấm. Chuyến đi đợt này trang bị được cái ấm. Ấm mới lượm không? Lượm đâu sư phụ? Ở ngoài chỗ người ta bỏ. Ở ngoài chỗ ta bán. Đi có ba người sang đồ ốc nổi à. Quyết định cái bụng cho no chứ không được đói mà. Đây là cái giỏ hàng của mình nha cả nhà. Thì mấy anh em đi ruộng là trang bị là trong này đầy đủ hết. Nói để trong hàng. Đồng là không thiếu ạ. À. Thiếu nó mệt. Nói cái giỏ hàng tiếng đồ xã hội đen gì giỏ hàng. Bữa nay có cái ấm này thấy còn bộ nhanh ha. Cái ấm nó có cái nắp. Ai ai ai, chút nữa mình nấu cháo rồi bằng ấm luôn á. Mày không? Được được. Phụ chơi độc luôn. Thế mình ăn cái mình gót nha. Khỏi với. Khỏi với, khỏi. Đó. Mới kêu ấm á. Nhanh hơn kia. Giang này thì chưa có lạnh hung cho nên mấy anh em mình cái đống củi vẫn còn để bên kia kìa. Để gì đó, để làm giống gì đó. Bên kia chút nữa lạnh anh em mình nói là đem ra mình nhúm lửa chứ bây giờ là không có nhúm trước. Nhúm trước bây giờ nó cháy hết. Không thử ấm được. Ê, thẳng đây mình nấu cháo trước luôn đi ta. Đó. Nấu cháo trước đi, còn không có thì mình kho quẹt mình ăn. Sư phụ thích ăn cháo, ăn cháo trắng à. Cháo trắng ngon thầy đúng rồi. Xôi. Khí nắp đi. Nay xôi lẹ sư phụ. Không biết có ngon bằng cái chảo không. Màu xôi hơn hả? Màu xôi. Nó giữ đồ ấm hơn mà bên màu xôi. Cái chảo nó muốn nó mắc được mình chờ cả tiếng gỡ. Ồ, bữa nay có quýt đường nữa nè. Sư phụ thử đi, giờ quýt đường giả dữ lắm á. Tính chà chua thì chấm đường. Thì chấm với đường là quýt đường. À, quýt đường. Sư phụ. Rồi. Mai cả nhà ăn quýt uống nước trà. Mời cả nhà ăn bánh uống nước trà. Là ta ăn bánh sư uống nước phụ trà, ăn quýt thì còn uống bánh. Nước trà. Nóng thế. Quýt đường. Quýt đường á. Có hũ đường không? Mà cắm đường. Lúc này trời gió lạnh vậy mà cắm trước làm sao nó dính rồi. Không biết hồi nữa làm sao đây. Nó bịch. Lúc bình nó dày ha. Ừ. Dày không có ai đi qua tới lại. Nó còn nó dựa cái trống. Cái này thấy lục bình héo héo người ta có xử lý vậy. Chắc mấy ông chích quá à. Ít bữa nó cũng nghề cá này. Biết sao nghề cá không? Mấy ông chích, mấy ông dọn luôn. À, dọn luôn chích. Người ta khiên xuồng vô là rồi cho như xong. Phải chích ở ngoài không á. Còn ở trong mé rồi chờ cho mình nó đổi. Còn ở chỗ ngoài, ở trong vậy nó làm đáng chờ. Làm theo quẹo, dọn. Ba lục bệnh này thấy héo chưa? Giờ còn cái chỉ là cho trong cây cối rồi mới còn cá cắm thôi. Mới mốt cắm là kiếm lựa chỗ luôn. Lựa chỗ lùm cây. Ừ. Uống cốc trà vô nằm chút coi. Mệt nghỉ đi sư phụ, nghỉ xíu. Đứng nằm ở ngoài ngủ luôn. Ngoài gió lạnh lắm. Vô đó đỡ.
nào tới giờ kêu tôi phụ nha. Mình canh chút tới giờ kêu. Nó nằm chút rồi. Mệt quá. Biết đường ngon. Mò mò tới nào hồi cũng dai. Bên này nè ông ơi. Kéo lại mũi chích sư phụ. Vậy là có mũi vô. Đến là mà thầy coi. Sư phụ ơi, bây giờ sư phụ ơi tới hù rồi. Tôi ngồi đây chơi chơi. Sư phụ. Sư phụ anh gì tự? Vậy vậy tới giờ đi thăm rồi. Tới hả? Dạ. Mới làm có chút xíu rồi tới. Còn ngủ quên hả? Mệt cái gì mình. Dạ đi, nghe thầy trò đi thăm đi. Ngủ quên nó bụng luôn hả sư phụ? Ngủ ngon ăn ăn. Quên nữa. Thầy phụ có cái trà cho tỉnh để dẹp. Ồ đi lọt bờ kinh nữa. Ngủ ngon kìa. Trò đi thăm mau tối dữ rồi. Không còn gì nữa. Sắp đến Tết rồi, cả nhà rất vui. Ước gì mà trở lại được 20 năm gì sao. Chi xuồng. Cho trẻ lại ăn chút. Tính lấy bà nữa hay vậy? Sụ tính lấy bà nữa hay vậy? Đây. Buồn ngủ quá. Chiều, hồi chiều có ba nhóc chứ không biết cái con nào. Lâu lắm mà cầm cái dính cò không. Chiều nó chiều rồi luôn. Mới có 8 giờ mấy à. Giấc này mới bay còn 8 giờ mấy à. Chưa vậy trơn mà nó quay lại táp kiểu đó thì anh tính thì dắt ra khoảng 2 tiếng đồng hồ là cá nó có ngẫm là gai. Hồi chiều ít gió chứ này gió nhiều phải không? Nước lớn là có gió ha. Ngộ thiệt. Tao giận nhắn chung nhìn không ưng. Đó. Đâu. Tiêu rồi. Đi thấy ghê vậy. Ờ, không có không có. Vụ sợi gắn. Con chỉ chạy. Nó co. Rồi nó chết queo rồi. Cái gì dính luôn hay vậy? Nó dính vô lục bình luôn vậy. Có chuyện này nữa. Cho con nó sao sao kìa vậy? Ôi nó quấn vô con dây nè. Nó treo cổ rồi. Còn lửa. Nãy treo cổ rồi nè thấy không? Còn lửa. Dính còn lửa nhờ. Đừng con. Rồi dính luôn rồi. Cá hỏng luôn. Rồi sao rồi lấy lục bình lên được. Tội ham ăn. Cái tội ham ăn. Mày dở lên anh dở lên nghe coi lên nghe. Giờ thấy mập không ăn. Ồ mập dữ ta. Đứng cội sư phụ. Ham ăn. Cái cò nó. Tự nhiên có cò ăn luôn. Vậy mà ông cũng ăn được con nhái nữa. Ông làm gì? Đờ luôn. À, không? Ừ. Gan nó luôn không? Ấy, giống này luôn. Trời ơi, bye bye. Một con. Con nào cháu rồi, ai nấu cháu còn ăn được không? Ăn chết đó, để nghe. Ngon nha. Quá đã luôn rồi. Con gọi có con nào bye bye mình chụp không? Bữa nay cấm gì ngộ vậy? Nó lóc dính với con cò. Ai biết. Rồi ngập nước rồi đây nữa luôn. Rồi, nó trôi đình phình luôn kìa. Nó ngủm luôn rồi. Cái bữa thì canh nước. Cái bữa này không canh không được. Nước lớn. Chút xíu là nó ấy rồi. Trời nước dầu mấy ngày nước lớn. 2 tiếng đồng hồ trôi đình phình là phải rồi. Dùng băng luôn.
cậu thấy cây tràm ngã hả? Bắt bay rồi, bay rồi. Rồi bay luôn rồi. Ôi, nó còn nguyên rồi. Lò đi gượt con cò. Con cá bỏ luôn, dính. Xem cò. Vô chưa? Ồ, dữ vậy. Không biết có lão ở đây. Anh Hùng ơi. Cái gì chú? Ở trong cái đó cái con vậy nó làm ùm bùm đúng không? Hết quá, tại cái lợp bỏ. Còn con cá chịu kiến. Bạn. Cảm ơn cái cọng. Cái này cái lợp bỏ rồi. Hết. Hết, rồi ốc rồi. Một đống ốc luôn. Hết bự nha. Hết là bự đó. Ta đặt rồi nó bỏ luôn tận. Không chạy mà biến vậy. Ốc có khoảng cả 5 kg vậy. Ốc có cả 10 kg vậy. Gặp lên luôn đi. Đứng về sao bắt. Lên đổ ốc ra cho cái nhà xem. Đổ chơi cái gì được rồi. Ốc cua cũng nhiều ha, cua cũng bộn. Cái này mà phải có lợp cua, đặt lợp cua chúng. Đâu rồi, hết rồi. Đi nhớ vậy. Anh đổ rồi luôn rồi. Nó trốn thử. Bắt cua mà nướng nha, bắt cá kiếm nướng nha. Thử. Thôi luôn xuống. Còn con cua nhóc vậy đó. Cua hồi luộc luôn. Ê, mình bắt ốc rồi luộc luôn nè. Được không? Được, rồi mình ăn. Lá phải bự á. Rồi bắt cua không à. Bắt cua kìa, bắt cua kìa. Cua nhiều chứ. Ừ, cua chạy từ lúc đi coi. Cháu, ngươi cứ lại đây, cháu. Ờ, xuống. Đẩy vô. Ây da, kẹp. Ây da, ây da, té à. Kẹp. Rồi kẹp đó không ạ. Vũ xuống cháu. Quá chừng cua. Ốc lượng ốc qua bẩn đi. Vỏ coi chừng ốc vỏ. Ốc vỏ đâu mày. Thôi còn cọc ốc vỏ không thú in đó. Chú quắc luôn. Ốc này giờ sao thúi. Thúi tay á. Vỏ thúi. Tớp con nào nặng thì nó hả. Con này nặng rồi. Ê còn con. Trốn nè cưng. Cua nát lột nồi lần cua. Nè nó nút lử nè. Chạy lên nữa. Người ta không dở nó bỏ luôn cái lợp đi để tới giờ thúi ốc chừng. Dính mấy giờ dính nhiều cá rồi đó. Bây giờ hỏi mình đếm đầu con đi. Bọc hết biết bọc. Đếm đầu con là dữ lắm mà. À, có con cua nào đâu. Cái này ốc chết rồi. Cua ghe nè. Cua queo chừng. Nó húi. Bỏ lên trên khô luôn. Lợp mấy ông chủ nó không đặt cũng ngộ. Ông này chắc ông giàu lắm mà ông đặt rồi ông bỏ luôn. Dạ ông trúng số ông bỏ lợp. Rồi con nhé làm trình tình luôn nè Châu ơi. Để con sửa ra. Cái gì trước đây thạch thạch chưa ạ? À biết đâu. Gió. Cái cầu là ơ cái lưỡng cầu đâu. Ngày nặng quá. Rồi con chuột anh ơi, con chuột đó. Chuột chạy ra. Ngặt mới cây câu đây nè. Đó đó đó. Trời ơi. Nhảy lên gì sư phụ. Con chuột nó tha. Né luôn rồi. Trời ơi. Tha con nhái. Ủa sao mình không cấm lại mà mình nhổ lên ta? Ê, kéo nhổ lên cho con cấm chứ gì. Hèn chi. Chết hai mũi rồi. Quên sư phụ trước mình sao chết luôn. Ba mũi rồi quên rồi. Ai làm gì ta? Là cầu xe. Bọc chà ná. Đây cái này dính nha. Thấy liệt liệt gà mà không dính con gì mình chưa biết. Rồi thấy rồi. Em thấy đang con cá lóc rồi. Rồi làm sao xuống đây. Chỗ này cho là cái bực thẩm không biết làm sao xuống lấy không biết.
chú sao xuống lấy luôn. Cắm được rồi, xuống được rồi, cắm nước rồi hả? Rửa. Cần đi ba tay nhảy, nhảy dữ là cưng. Đầu dính. Nay nhiều nha, nhiều ốc. Đỡ rồi thử. Quá trận cái bịch này. Nay quá trận ốc luôn. Ốc giả mà. Dạ mà ngốc cô. À, không có coi. Ủa da mũi cắn. Bể tài ha. Nhưng còn nãy lâu tiêu ta. Tức. Hồi cũng gặp nó rồi. Tiếp tục. Nó có cây lên đường thì. Có cây lên đường. Gặp cái tự nhiên ha, mới đi nghe nghe ra mà không lo chuẩn bị cây. Nói không kịp luôn. Có cây này chuẩn bị. Để dành đi sư phụ. Giác theo bên mình. Quá cái nãy là cái giật tao chụp dính luôn. Ngu. Ngu, không ai ngu bằng. Nãy lo coi sư phụ có đi bắt cò không à. Có bắt cá luôn. Rồi, su cana. Nóng lên. Nóng. Nhảy lên trên. Coi lụm có vàng, cái nãy chiếu chiếu vàng vàng. Đâu có cây này có cắm không? Ờ, góc bên kia mà, góc kia hồi, hồi chiều dính đó. Góc này có gì có cắm không? Rồi, xảy à. Rồi này xảy rồi. Xảy rồi, thôi làm gì vậy? Lúc nào làm bò đó. Cây này chiều dính nè. Ôi, gì dính nữa vậy? Giọng cá. Giọng cá hồi, hồi chiều. Chào. Lại coi con nghe coi. Cái chữ con nháy cần đó lại luôn. Cái cọng lên đó đó. Nè. Lên nằm trên thơi luôn mà. Ở cho đệ tử mà chở càng cầu để cho nó coi cái có cừ lắm. Đã thiệt chứ. Thì xảy mất rồi. Đó, cá tắp á. Bập bập trời. Tính không chở coi luôn nè. Thì mê thiệt chứ. Kìa. Ờ lên nó nằm luôn kìa. Nó nằm vào xương. Bính lột da hay gì đó. Có nó nằm đó, nhiều khi đi ngang mình không để ý cái không thấy luôn á. Nói à, cái thằng câu tay cầm cái thằng câu không thấy. Này cầm luôn đi. Cầm ông nội này nặng thấy bà luôn. Rồi nắm xuống cho. Thôi khỏi đi, khỏi càng. Dẫn dụ tao. Nắm cái buông ra làm cái chấm xô lột xong. Nó giả bộ con giục cái tay. À, cái lớp này to thấy. Gãy rồi tên. Từ 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 hết hồn. Tìm coi. À, nó dính. Rồi nó bay mắt rồi, đừng có gọi nữa. Đi. Phải cặp cái câu này theo cũng dính nữa nè. Đây câu quấn cổ nó. Gì nè, lại gì nè. Mới lại gì nè. Mới vừa gió tôi chụp được lên tốt. Để sư phụ chụp được lên. Phải không? Cộng đới mà. Mấy con lửa ban đêm thường thường nó ngủ trên mấy cái lùm đế hết á. Thấy nó lùm ra mình chụp tay luôn à. Phải rồi, nó ngủ đó là bay qua là chụp luôn á. Châu. Giận nháy vậy châu. Chùa cầm nháy nó nằm luôn à. Ngồi đây ai ăn nó không? Hết băng nó. Cú này mình cắm hơi xa câu vậy. Thua câu tại xuống này dẹp không được. Bữa nay trúng bịch bành chi luôn. Bịch ốc bành chi luôn. Hay là bịch ốc. Ốc này nay chắc nướng luôn. Ai ai cho anh thấy gì không? Thấy rồi. Quá chừng nó lâu vậy. Ôi, quá chừng nó lâu vậy. Cá này bự nhỏ này mà quá chừng lâu vậy. Lên. Rồi. Lên dũng sình luôn rồi. Lên dũng sình luôn rồi. Rồi xảy rồi. Không có nhúng nhít rồi. Mình ở trên nó làm quá mà. À còn còn. Đó. Nó còn tát cái bực nữa kìa. Đó. Ờ cá bự dữ ra.
cá táp như bập bập giống như gõ cây vậy. Nè nè nè. Ôi giời. Đã. Cá bổng rồi luôn coi. Cua cá coi. Tao phe cái nó đâu được cá bự. Cá này cả 300 g. Mẹ né vô chịu. Cầm không chắc nó dễ cái phạch như gà ăn chỗ cái dốc. Ủa bữa này cá mèo à. Nãy nó dính. Đó, nó nằm nó ngay rồi, xảy là tại sư phụ với thầy con. Cho nó vô miệng rồi đó. Trời, chỗ một ốc rồi, không ngờ quên, chắc lấy bắt chứ, chút nó về bắt. Chứ thiên như nặng chơi. Cỏi gì hết. Cỏi con nhái nó nằm cho bẹp đây. Chú ơi, con nhái nằm cho bẹp đây, cỏi cỏi đây, có con nhọn hãy đây. Rồi, sư phụ gọi gọi nó ẻ xuống. Để tránh cây ra rồi. Có kìa. Đẩy bắt đi phục. Thấy tiêu rồi. Nổ lên con này lên đây. Rồi xong. Xong rồi dính rồi đó xong. Xong. Lột, cái, lột tới nhẹp gì không. Cháu ta nổi lình phình nhưng mà xong. Yeah. Ý. Ừ sao xong. Ôi mày nói đi già tao không thấy đường ha. Xưa mày dùng dây mà. Gãi gãi không. Ui. Tiếng tao già ha. Dùng dây đỡ. Ê con chẳng có bỏ anh kìa. Ui. Mù quá sao. Giữ gì? Gì mày đòi cứ dở. Gãi cá không xong cứ dở. Con nhìn cái bịch này ta ngộ nhận là tưởng đâu này trúng mánh dữ hả. Nói chứ cạn đìa chưa biết lóc chê nhà còn đường câu nữa. Vậy ngộ ha. Quấn lên trên luôn. Quấn dây luôn. Nghĩ sao quấn ngộ ha. Đi muốn không nổi luôn á. Đâu phải chục cái ốc gì. Con lớn quá lớn nào. Giữa câu lại quá trời sữa. Nhỏ người này đâu nè tử. Không biết vì nó không gặp cá nha. Đâu, đâu. Cá núp trong đây nè, kè cá chà bá lửa luôn nha châu. Nó ngớp, nó ngớp. Trời ơi, em tính đâu là bị sảy không à, dây dùng băng à. Ai ngờ núp từ trong á. Giống còn nãy. Mắt già già chứ nhìn thấy cái câu thấy rõ ràng quá. Mắt siêu đỉnh. Ờ thôi con nhóc nhàng nữa kêu thông. Dữ à. Sao người vậy cũng kêu theo. Dạ. Thiếu lạc thịt. Quên đưa cho cậu cầm lại không đưa trời quên mình cầm nãy giờ cũng thủi tay luôn á. Con cầm con bóp à. Đấy thằng muốn nước tử ơi, hãy lô hoài con cò. Nước gì à tới. Đi quá gì ngược thằng nước với sư phụ. Còn nó không lạ. Mà con ê, này... ê 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 bạn 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 bạn. Này lạ nè sư phụ. Lạ gì nó chứ. Ôi ôi. Này có 20 kg vậy á. 20 kg ốc á. Ngốc ngốc mỏ. À, bữa nay cá nhiều nha. Này, ngóc đầu lên chào cả nhà. Tàu lao hết biết. À, con cò biết chưa? Không con cò lạ đó. Ê, bỏ, bỏ, con cò bỏ vô cái gọng này. Này sư phụ. Nó nhẹ uổng. Vô mày mày. Còn con nữa nhỏ nữa. Con chưa ấy. Trời ơi. Cá lóc nhiều chứ. Bỏ mày mình gọng mấy cá lóc trước đi, tranh thủ để nó bị nó sằng mình hết á. Ồ. Ồ. Ông tiền hồn mình ăn rồi nè. Ông tính sao? Sư phụ nè, cô thấy mấy con cua sư phụ. Cô nhóc. Đợi sư phụ. Cái trường nó kẹp. Chuẩn bị chảo sẵn luôn. Thứng thứng. Ồ, có ai cái anh là bự nhất nè.
ấy. Lộn địa chí ơi, lộn địa chí. Cái này mặn hết chứ không? Tao bỏ lên đó khỏi mặn hết chứ không? Chết chết quá. Đúng rồi, thải vô lại. Nay mình ăn cua dốc được rồi. Rồi mấy em cua đâu rồi? Vô luôn. Này là con tàu ngầm. Cái xấu. Dần kẹp thôi, nãy nó kẹp. Cái này cũng được một nồi cua chứ không có ít rồi nha. Ba anh em ăn phú phê luôn à. Đấy, này là cua đồng gặt luôn nè. Cua biển người ta đó. Cua đồng gặt. Cua biển nước ngọt người ta đó. Gần 20 cua vậy đó. Ăn cho lò lỗ tay ra ngoài luôn. Cua này chỉ mà không có cành cành ha. Con cua này làm lẩu ngon nè. Ê, ê, chạy đâu vậy? Nó chưa còn còn không? Còn còn nhiều dữ vậy. Hai mấy con cua luôn á. Hết rồi. Thôi con mồi. Mình ung cái đống lửa để mà mình sưởi ấm sẵn sẵn tiện á, mình thui con mồi luôn. Cái cạo này nó hấp dẫn nè. Đêm nay được ăn cái nồi cháo. Dạ. Cái này á mình phải mà có cái thố mình đem theo ha anh Hùng. Biết chi không? Dầm cua cái mình nấu cháo cua á. Chưa nghe chưa? Ăn chết đó không ăn được. Phụ cứ ăn chết không. Ban đêm mà ngồi nấu cháo cua thôi tuyệt vời luôn. Con mồi cũng được ha. Mập ù à, cái này lát mình để vô trong cái nồi cháo luôn. Ha ha, chín rồi. Cạp luôn đi. Tận dụng là hết mình luôn nha cả nhà. Ở đây thì cũng được chảo cua. Đây thử được. Nó không ấy đâu, anh để tự nhiên đi không sao đâu. Rồi. Tới bên đây. Cái lóc cũng là nãy giờ mình cũng làm xong rồi. Bây giờ thì chỉ có mình thái. Không thái chứ. Đói bụng. Thức đêm anh, đêm hôm anh em đói bụng hết rồi. Cái này là mình thái ra cái một lát mình nhúng lẩu, mình làm lẩu cháo cá lóc. Đúng rồi. Luộc cái nào luộc cua rồi cái mình bỏ vô tao này. Còn cái chảo cái mâm cái chảo đó cái mình gan rồi. Cho nồi lấy cái chảo nhỏ gan. Cái này là thịt cá lóc. Cái thịt này là mình sẽ thái mỏng ra. Bây giờ mình cắt cho nó cái chiều dài luôn hay sao? Chiều dài á, như cái người chút cắt. Chút cứ gì nè. Không có chiều dài ngang vậy, vậy nè. Ờ rồi rồi. Con cua chín chưa, gan gạo luôn đi Châu ơi. Đây con gan gạo. Đi ăn bếp này. Chẳng đây rồi còn lấy cái đầu nhắc con chở lên coi cái bên này. Mình đã chín chưa nè. Sơn á. Trộn trộn. Trộn lên. Bằng đêm mà được thịt chảo cua. Chảo cua đồng quê. Đó chưa. Cũng đưa chín rồi đó. Nó hồng lại chút xíu nữa là ngon. Đậy lại cái nữa con. Vô. Đây cá lóc không. Nó trẻ khô. Kiếm cờ không. Anh Hùng thì công nhận cái tài phương đê của anh rất là tài nha. Nè, nè, hai con này con ấy. Quá đẹp. Liều ghen luôn. Chuyện nấu đám mà. Nấu sư phụ, nấu đám gì sư phụ? Ai sư phụ, bởi sư phụ giới thiệu đó. Thì ai muốn đám gì để em lấy. Nồi là tháng. À, đi đám ma. Đi đám ma cái A nha. Cái ta tặng cái mùng, lấy cái mùng, tặng cái mền, lấy cái mền. Tặng gì lấy, không có từ chối được.
Vậy này sư phụ thấy cá phải gọi đèn mới thấy được. Con gì chắc chín hả Hùng? Đỏ nổi chú ơi. Đây khỏi thêm mấy ngàn. Kiếp đỏ đèn, cua đỏ đèn. Đây là con cua nó còn hơi sống hơi là nó bị xem máu ngà hả? Ăn vô xem vòng hả sư phụ? Xem vòng, cái này rồi nè sư phụ, con gạo này là mình cho nước vô. Đổ nước vô đi, sửa nước lên nấu cháo luôn. Vô nước đi hả? Đổ vô cái là cái xèo nè. Đổ nước vô giống như chiên vậy ha. Vừa vừa thôi, cho mau thôi, nó mau nhà. Rồi mình chăm thêm. Ban đêm mà được hưởng cái món cua đồng luộc thì còn gì bằng nữa ha. Cái món này nhâm nhi thì hết sảy luôn rồi. Hết sảy rồi bảy. Nhặn nó xuống. Bên này thì anh Hùng anh phi lê cá nè. Cá này anh ra món này ngon rồi nè. Miếng dài dài xuống rồi. Cháu xin. Rồi để bay cho. Dài dài mới lại luôn. Cho sư phụ một ly đi để sư phụ là buồn. Sư phụ thấy cá rồi nè. Khát nước mà. Là một hồi là thấy tầm bậy bạ rồi. Con kính sư phụ một ly. Ủa, trời ơi cầm luôn kia nè. Nghĩ dần giờ tao phạt xiên thiệt nổi rồi. Sư phụ đâu bóc liền được. Cái này bây giờ cua thì của mình dính rồi. Bây giờ mình cho ra cái mâm ha. Cho ra mâm đi. Rồi cho cái mâm luôn. Gửi trả cho chú phụ đi. Mà chú phụ làm cái chuyện khác. Nhức nách luôn. Rồi làm chén muối chanh. Đừng có bóc nghe sư phụ. Cái này mình thử hành tỏi hả anh Hùng? Thử hành tỏi rồi nó lắp mình có con cò chút béo. Cái này kêu là thịt vịt lai nữa nha cả nhà. Mình giờ mình kêu vịt lai đi. Con vịt xui. Ơi đem cái mầm cá ra cho sư phụ thử ba cái đầu, thử ba cái đầu cá luôn. Hai cá đẹp quá. Trời ơi sư phụ mà. Không đẹp, không đẹp đâu phải làm sư phụ đâu. Vịt lai tự nhiên đổ nạp thịt cho ba là ba anh em của mình. Thấy xôn. Bao nhiêu đâu bằng được 7 mâm. Được bộ. Cho một mâm cho bạn dễ à. Ốc khỏi chưa? Đó. Bữa nay là mình nấu cháo cá lóc mà hôm nay lại có con vịt lai thì một lát mình sẽ mình thử rồi thì mình sẽ cho vô nồi cháo luôn ha. Bữa nay kèm theo thì cháo đang mà lập một cái nấm rơm nè cả nhà. Nấm rơm, nấm dù. Còn ở đây thì cái gỗ này là rau má. Bữa nay mình nấu cháo rau má. Rồi cá lóc thì mình thái rồi là mình nấu lẩu là lẩu cháo đó. Lẩu cháo cá lóc. Rồi một lát là mình ăn với cái này nè. À, đặc biệt nhất là cái món này nè. Món này là món là phát sinh. Chưa ăn được, chưa ăn được. Cái này mình thử cho nó chín luôn ha. Chín nhất thì rất là cua. Nhớ làm mình nó nổi quá. Cái món vịt lai này. Nó lâu lâu cũng nạp thịt lại cho mấy anh em mình cái à. Lâu lâu nè mà có à. Cấp nãy cầm cái cây là được con nữa rồi. Con rồi. Là vô cái chảo cái này nhóc luôn. Đất chập hụt. Hoành tráng rồi đã. Nấm đâu lại tử? Ở phía dưới luôn hả Dân ơi? Cua. Đây này dưới cua nè. Trời ơi trời. Khui. Bất á. Giấu rồi đó. Ủa không chơi hai luôn? Không luôn.
nấm này nấm bù rồi, nấm nấm dù à. Bù. Để vậy đây ăn cho nóng nóng ít ăn chút. Ăn không được nhỏ. Mã khô hôm nay đem theo nè, hiện tại anh Hùng không biết đang làm cái món gì nữa. Kho. Khô phi nè, mình kho ha. Kho béo à. Ăn cháo cũng có món kho chứ. Kho kiếp chỉ. Hôm nay thì mình ăn cá lóc mà kho tiêu quen lâu rồi, nhiều rồi. Hôm nay mình đổi lại ăn món khô kho. Có cái đống lửa sưởi ấm nó cũng được, ngủ nó cũng ấm. Mới sôi có dụng bữa nay anh Hùng anh làm cái món đặc biệt này cho nhà. Thì mua trình quê đó là từ hồi năm ngoái tới năm nay là chưa có làm cái món mà khô kho quẹt, khô kho kéo chỉ luôn. Nhà nó thấy rồi nè. Thấy không hay là thấy muốn khác đi kìa. Cái gì đâu, cái chảo mình thử nãy đó. Đã khô bây giờ còn mặn đã cho nó thêm một tí nước mắm rồi hả? Dằn đợi cho nó thơm. Rồi ok, bao nhiêu mà càng mặn càng tốt, ngon không gì đâu. Cho nó tấm tấm mắm cho thơm cái lỗ mới cháo vô. Cấp chàng dạng thì đâu có nghe mấy con này nó kêu đâu, nhưng mà càng về khuya cái con mấy con này nó kêu gông lớn họng. Xèo 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 xèo. Trong cái giỏ hàng có đủ thứ hết. Giỏ hàng giỏ đồ thôi, hàng công an bắt chết. Tôi nói cái giỏ hàng chứ không phải là hàng trắng. Biết cái giỏ hàng, giỏ hàng nè. Công an hay hiểu lầm lắm á. À, lại sơ sơ giọng luôn chứ bị. Mình chơi thiệt không à. Ra để muỗng vô đừng cho nó kéo chỉ. Để đường. À đường, đường, đường. Đốt lắm. Làm cho khô nó mềm vậy. Không. Cua có nước chấm bên này sư phụ. Bây giờ có làm con nào chưa sư phụ? Chưa. Thử con sư phụ. Thử mùi không phải no rồi. Chấm vô đã lắm sư phụ. Ngon này ngon nữa rồi. Chua ăn nó ngon. Mày dọn chén ăn cơm cháo được chưa sư phụ? Cắt hành hiểu rồi ha. Dọn liền. Hỏi câu đã thiệt chứ. Thơm dữ lắm rồi. Bữa nay ăn cháo cái nồi có quẹt không ơi? Đang ăn thịt ăn đi. Ngán cá. Mà thường mấy cái kho quẹt đó mới ngon. Đúng rồi. Ngon rồi, ngon biết kho quẹt. Cháo lộn xộn cả nhà, không phải cháo cá lóc con nghe, cái này cháo cò mà tại em bỏ mấy đầu cá lóc vô. Bữa nay rất là đặc biệt luôn nha, ở nhà thì này thì đây là cái món phát sinh. Đó, cua đồng chung chín, cua đồng luộc nước muối mặn chát luôn. Mặn thiệt chứ, phải có thử miếng mặn lắm luôn. Nó cua đồng luộc nước muối mà. Mời cả nhà thưởng thức với là mấy anh em mưu sinh miền quê của mình nha. Thì đêm nay á, là mấy anh em mình đi cắm câu cá lóc. Thì cũng được quẩy lên, nó vòng vòng lên nó còn mấy cái món sườn sườn vậy nè. Ở đây á, thì đặc biệt là cái món chơi. Cháo mà dịch dài trộn lên. Ừ, vậy đó, con hấm múc. Nó mới đều, có này có kia cho người ta ăn. Rồi bên này á, thì cái này là khô mà khô cà phê á. Anh Hùng bữa nay là anh đổi món lại là anh kho kéo chỉ. Nhưng là khô quẹt. Ha, quẹt cái chỉ lên kia kìa. Đó, thấy gì chặt nó nè, nè, nè. À, nhiều này nè. Cái chỉ đó cũng chưa chắc. Rồi bữa nay thì cái món bên này thì này là cua
của đồng mình nè, của đồng mình nãy có cái lạp bỏ thì nó chạy, nếu mà mấy anh em mình cũng không lấy nó ra thì nó cũng đi đời đi thằng bà hết rồi. Cua này là gọi là cua hoàng đế của Việt Nam. Cua hoàng đế. Ở đây thì cái là cái mình ăn là gọi là lẩu cháo nha cả nhà, cho nên thì mấy con cá lóc á mình sẽ thái ra như thế này nè, rồi lát mình sẽ nhúng vô. Nó dài gì nè. Ờ cộng dài dài lát là mình sẽ nhúng vô. Vậy mình vậy nè mình bỏ không? Thật chặn luôn đi. Còn đây là cái gỗ này là gỗ mà rau rau má. Rau má này thì một hồi mình sẽ nhúng. Ai ăn ai ăn thì sẽ nhúng nha cả nhà. Đây chắc là đặc biệt cái món của đêm nay của nó anh em mình là như thế này nè. Được rồi, tới rồi. Nhiều quá không kịp nó kìa há uổng. Mình ăn bao nhiêu thì mình để bao nhiêu mình nhúng thôi. Đúng rồi. Vì là chính đây nè. Mà cái cháo này thì nó đang nóng lẻ với tại nó vô. Ờ, ăn đi, ăn cho ba trận luôn á. Ăn đi. Lẻ với vậy. Nó chín rồi cũng phái mà. Đâu phải là mật đâu, cái con mật để vô quéo quéo vậy nè, nó chín rồi nó rẻ dữ rồi nè, chín rồi nè chưa ông ơi. Ăn quả này trước đi. Ăn chảo đó nó ngon, ngon nó bỏ cho xa nè, giới mới được gấp phòng dính nữa nó trơn nè, gấp nó bự đi chứ nó không được cái trơn. Mời cả nhà ăn cháo cá khô khô, cháo cò nha cả nhà, cháo cò mà cá khô khô mới ghê chứ. Mời cả nhà ăn cháo với thầy trò mình nha. Mời cả nhà. Ngon, có thứ nóng. Đấy, nhúng gì không tịch chứ trơn á. Nóng. Phụ nhúng gì lẹ vậy. Có lẽ là phải cho lúc luôn mới được. Lúc vừa nó mới héo. Rồi thêm cái thằng đệ tử này nữa. Rồi gà nó nhúng nó có đếm cộng luôn kìa. Rau má mà đếm cộng luôn cái chừng 3 cộng rau à. Ngao. Ngao đá luôn. Chả là ngon. Không có phục. Hên quá đệ tử gấp được miếng cò. Đã nghe. Còn dế lên chín miếng cò hẳn. Cô lý, cô lý, cô lý. Để giờ mới biết chấm là gì nè. Cò cả nhà. Không. Mua sinh mình quê mình á, trước giờ đi đâu cũng dính mấy em dịch lai này chơi. Bây giờ thì đã đi ban đêm mình cũng còn thấy gặp dịch lai nữa. Hên. Số phận thì chứ. Chứ nữa được hai con. Ê, phụ gấp quá. Nó lúa cao. Thông cảm. Già cả lúa cao không thấy được. Nó tại nô. Con cũng cực cục nè. Thấy rồi mình chú ý mình đi kiếm cái cây trước thì không chịu đâu. Cái cây đúng rồi không mất dấu. Đi ra tay không. Mình không. Tôi thủ gấp hồi nó cũng teo à. Ừ. Mùi nó nóng. Không dữ luôn. Cá chín này sư phụ. Đúng rồi, chín là trắng rồi. Đi, nó rụng rồi. Nó trắng gì mới chín đó. Trắng dài vậy nè mới chín nè. Ê nóng cá lóc thái thái miếng già thòn luôn rồi con gấp nó khúc mắt khúc rồi à, biết nóng nóng thì cũng ngon hơn được con cổ con cò. Ăn đây đổ bên chứ bên đây là ăn hết rồi, tới bên đây chín tới rồi chỉ mới kẹp ăn đó.
Núm. Núm gươm. Nó mình đây cũng gần chín rồi. Phúc nậu. Phúc nậu em cá cái cà. Vào ai. Trời em cá chà bá lửa luôn, vào ai. Bự quá, mình lại đang chơi từ từ nó mới thấm. Trộn trộn. Cả nhà dầm mũ gục, cá lóc đồng đúng là mũ gục cá lóc đồng. Quá đã luôn. Ừ. Nóng. Cái này sôi lục lục thì là bởi nóng phải rồi. Rồi xong rồi. Giao kìa. Con gấp cũng nhiều mà sao nó teo lại ha. Nó teo lại rồi. Nóng mới sư phụ ơi, cẩn thận. Bớt lửa thì nóng quá. Còn như đây. Đó vô hết thì ăn ăn tiếp. Là còn cái món tráng mỏ nữa. Món này là món tráng miệng đêm khuya hả? Rồi chín luôn rồi đó. Chúng ta ăn đi chuột. À cốc sơn. Đang mất chưa vậy? Ê. Làm được cái đùi. Lâu rồi đâu có được ăn đó. Thơm. Còn xó. Nói rồi nguyên cứ ai ăn cho. Hành ghê. Hết biết đâu mình quay lại mấy tháng mấy hồi nha. Đâu rồi. Mới hết mùa nữa. Ông ơi chừng quá. Mới hết chừng tháng này nhiều. Mới trước chị phụ hút tỷ. Cái đó là chừng là lấy cốt. Cái này là mình trộn nhẹ cái không ạ, cái mình mới vừa thịt thái mình để vô là nó chín rồi đó. Nói chung ta giờ này mình tắt lửa nó cũng chín bình thường thôi. Trời ơi, nóng nó cao quá, nó chấm hết rồi nè. Cái này để cho nó sôi bột nhẹ để mà mình chấm với trộn ba cái gì rau cái rau má đó. Rau má rau ba nằm đâu ha? Nghĩ là ngộ ha, mà không biết rau ba nằm đâu không? Mấy ông bà già xưa đi theo ông theo bà ở trên rồi phải còn để hỏi mới biết. Rau ba má. Ăn nghe tới chú Vũ ăn hết chén này, chú Vũ ăn cái đồ chán ngỏ. Chú Vũ thèm cua rồi. Nhìn là biết rồi, biết cái nhà nằm đâu rồi. Gói gì cho gọn gọn cái mỏ. Phụ gói chứ nhúng vô nó còn xíu à. Gạt ra chút xíu à. Nè, còn cho bá lửa luôn. Lại sư phụ nhúng chưa chín. Nhúng chưa. Nhúng. Giống như con gì nó ăn cỏ ta. Bò.
vét. Ngon cái gì nó cùng á. Mặn mặn ngọt ngọt. Ừ. Ừ, lắm. Thơm, được cái cắm con cò. Quá hợp. Con cũng chi tìm nữa. Thôi con cá. Nó gã rồi nè. Bỏ làm chứ rồi. Ừ, coi không? Này, nó bổ mươi lên nè. Đó, bỏ cá rồi. Này, coi không? Bỏ không? Cái này. Đúng. Đúng. Đụm luôn. Quá hợp. Được cái cắm con cò. Trở lại với chiều cũ trước sức nghĩa bỏ chừng tháng này thấy hơi làm cộng nhẹ nhà được ngồi nó giòn rồi gồ rụng luôn ngồi dai dữ phải ngấm quá đã cục cò ha. Ủa cũng đầy núm nấm mà ăn gạo má cho nó mát cho 185 độ luôn lên cối luôn cháo. Ha 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 ha. Ta đã thành công rồi. Ha ha. Đây con có cục nè. Lú mỏ lên hả kinh. Cò cái này không có ăn. Mình nhai từ từ mình thưởng thức á. Đây đi Phượng. Đi Phượng đi đâu vậy? Hiểu chưa? Lâu lắm rồi. Không có ăn cua hoàng đế. Tự nhiên thèm cua hoàng đế. Để con hấp hết chén cháo mới được. Ôi con cua hoàng đế nó mập mới ghê không? Nhớ chợ nghe sư phụ. Để chút nó rửa cái càng chùa. Từ đó giờ mới ăn cua hoàng đế nè. Tưởng tượng thôi nha. Tưởng tượng. Quất quậy cái mình cua hoàng đế cái coi. Ngon thôi. Mềm. Cái con mai bấy cua kìa. Mấy cà bấy cua cái ngoài hoàng đế đừng bỏ uống. Nóng quá chưa hết. Cái mù cua hoàng đế. Nhớ cua hoàng đế tao thật dữ lắm mà cua hoàng đế giờ không có miếng thịt nữa. Cua hoàng đế mà sư phụ cắn cái một hết à. Ừ. Ôi ơi, ông hoàng đế này ông ốm quá ốm. Ông ốm thành trường ông luôn, ông này tại ông kén ăn hả gì á. Ông tại ông vô lòng à. Cua nửa tháng nó vậy. Cua cuối tháng thì ok rồi. Bây giờ mới xong. Không con ơi. Ôi ôi. Cái mô là mập nè, ô mô cua là mập nè. Có trứng nữa kìa. Tét liền. Gọt dâu. Chấm vô. Cua hoàng đế là mập ghê. Mập kiểu nó.
nay rồi ăn tưởng như ăn bánh phồng tôm. Ngon. Rậu. Nãy giờ cái cặp mù cua là mới biết mập. Mù quá vậy. Mua càng. Ồ ôi, cặp cái mù đó nè. Mù cua. Cặp thơm. Mù cua đồng ngon. Đừng bỏ bên ngoài uống.